Hi, xin kính chào quý vị chào mừng uh, quý vị khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến nha ngày hôm nay uh, Tiến lại có một số những thông tin uh, liên quan tới cái vụ việc là uh, cô Nguyễn Phương Hằng uh, có được tại ngoại hay không nha thì uh, sau những thông tin mà trước đây uh, Tiến chia sẻ với quý vị giống như là uh, con ruột của cô Hằng làm đơn xin xét giảm và xin tại ngoại cho mẹ của mình thì uh, sau đó vài ngày thì uh, cũng chính là cô Hằng và gia đình của cô cũng đã lên tiếng và đã làm đơn gửi cơ quan chức năng để xin được tại ngoại điều trị bệnh trong cái thời gian mà chờ điều tra, như vậy ha. Và quý vị biết đó, thì có rất là nhiều nguồn thông tin cho rằng là cái đơn của cô Hằng đã được chấp thuận thì thời gian sắp tới trong vòng 10 ngày nữa cũng có rất là nhiều chuyên gia à luật sư nói là à, cái kết quả của cái lá đơn này á mà muốn biết chắc chắn 100% á thì à, trong vòng à, 10 ngày à, trong vòng 10 ngày thì sẽ có kết quả ha. Thì à, chúng ta phải chờ chờ đợi nhưng mà ngày hôm nay tiếng lại đọc thấy một cái phần bình luận à, này á thì à, cũng có một phần nào đó chỉ giúp cho chúng ta hiểu thêm về à, cái lá đơn của cô Hằng có được chấp thuận hay không. Đó là những cái bình luận những cái bài viết của một cái người đại tự ruột à, của ông võ hoàng yên ha vậy ha thì à, nội dung của bài viết đó đó thì là nói rằng là yêu cầu à, cơ quan chức năng xử lý nghiêm bị can nguyễn phương hằng và yêu cầu là phải sao à, kê cái quỷ từ hiện hằng hữu thì à, cũng cùng một nội dung đó thôi mà anh này cũng sửa ba bốn lần y như cô hằng ni vậy ha y như cô hằng ni chứng tỏ rằng là họ đã có thông tin gì hay là họ đang bức xúc về uh, câu chuyện của cô hằng thì chỉ có bức xúc về cô hằng là những cái thông tin mà có lợi cho cô thôi đúng không quý vị à, thì chắc chắn rằng là họ đã nhận được tin gì rồi tại vì quý vị biết là uh, đây là những người đại tử ruột của ông võ hoàng yên à, thì uh, lên tiếng nói như vậy là chắc chắn rằng là họ chắc chắn là mong muốn rằng đó là phải xử lý nghiêm cô nguyễn phương hằng à, nhưng mà tại sao trong lúc này chắc hẳn rằng là họ sợ, họ sợ cô Hằng được tại ngoại hoặc là họ biết rằng cô Hằng sẽ được tại ngoại thì điều gì sẽ đến với họ nên họ đang rất là sợ, họ biết. Mà quý vị biết rồi, dù cô Hằng có được tại ngoại thì cũng dựa trên cái cơ sở pháp lý, pháp luật, quy định rõ ràng. Người như thế nào thì sẽ được tại ngoại, chứ đâu phải là cô Hằng thuộc dạng ưu tiên, ưu ái hay làm cái việc gì mà 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 cần phải xem xét riêng đúng không vậy được ưu tiên riêng nếu mà cô hàng được ưu tiên riêng thì đâu có bị ở tạm giam nhiều như vậy đúng không? Đó, nên là tất cả những uh, điều cô hàng làm và cơ quan chức năng họ sẽ xem xét về cái uh, cô hạ về những việc cô hàng làm cũng giống nhân thân của cô hàng thì họ sẽ ra một cái kết luận là có cho cô hàng tại ngoại không dựa trên cơ sở pháp lý nha chứ không có ai mà tác động vô đây được hoặc là à cô hằng không phải là thuộc dạng ưu ái nào hết nha quý vị ha đó là điều thứ nhất à, cái điều thứ hai ở đây á là điều mà à, cái quỹ từ thiện hàng hữu quý vị thấy không à, họ lại tiếp tục tấn công vào quỹ từ thiện hàng hũ à, họ, họ mượn danh nghĩa là dẹp lộn xã hội quét ghét xã hội này kia nhưng mà quý vị thấy họ tấn công không tấn công vào cái quỹ từ thiện hữu họ yêu cầu phải sao kê trong khi cái quỹ từ thiện hàng hữu thì quý vị biết rồi thành lập một cái quỹ thì uh, của một cá nhân thì nó 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 cũng đơn giản rồi nhưng mà của một cái công ty á, thì nó rất là trải qua rất là nhiều những cái bước kiểm tra rồi là <laughs> giám sát của cơ quan chức năng <laughs> hàng năm đúng không quý vị muốn <laughs> <Đúng> bệnh luôn <laughs> đó nên cái việc đó thì cơ quan chức năng họ kiểm tra rất là nhiều và đặc biệt quý vị là cái quỹ từ thiện hàng hữu là đâu có kêu gọi bất cứ ai đâu đâu có biết đâu có đứng lên kêu gọi đâu Đây là tự uh, tiền của chú Dũng và cô Hằng bỏ vào đây để thành lập một cái quỹ với mang một cái tâm nguyện là giúp đỡ cho những người nghèo giúp đỡ cho bà con khó khăn à, chứ đâu phải là đi kêu gọi bất cứ ai đâu đúng không mà cái uh, những người đại tử nè anh có đóng góp cho đây một ngàn nào không mà anh kêu người ta là kêu gọi trước đây nhiều lần thì đã nói rồi như là chú dũng cũng đã lên tiếng nói là nếu mà ai đó mà có một cái biên lai một biên lai like thôi nha quý vị một thông tin chuyển khoản mà chính xác vào cái quỹ từ thiện hàng hữu thì à, chú dũng sẽ cho 10 tỷ nhưng mà tính tại thiện đó nay là đã hơn gần gần một năm rồi đúng không gần một năm rồi nhưng mà tại sao không trên mạng chỉ đã đồn gần ở quỹ từ thiện là kêu gọi này kia mà bây giờ quý vị thấy không? Không có một cái biên lai. Một biên lai dài dễ dàng quý vị? Chúng ta chỉ cần chuyển khoản thôi là trong ấy là nó đã có một cái biên lai chuyển khoản rồi. Mà tại sao là vẫn không có cá nhân nào đưa cái biên lai lên? Vậy là thực chất rằng là không có rồi. Mà những con người này quý vị thấy không? Mượn danh nghĩa này để mà tấn công vào những cái tổ chức thiện nguyện giúp đỡ cho những người nghèo thì những con người này chẳng ra gì phải nói là một cái là chẳng là gì những người mà đang tấn công quỷ thiện ngụ là những con người chẳng ra gì vì sao vì cái quỷ này đang dù không biết như thế nào nhưng mà họ vẫn đang giúp đỡ cho những người nghèo giúp đỡ cho trẻ em xây dựng biết bao nhiêu cầu đường đường xá trường học chùa và quý vị thấy vừa qua là chú Dũng cũng tặng cho cả cái tặng xe đạp cho các em học sinh đó quý vị là chỉ giá là cả tỷ đó, tại sao không thấy những cái việc đó mà chúng ta ủng hộ mà lại đi tiếp tục tấn công vào nơi đây, đúng không? Và một điều chứng tỏ rằng á là quý vị thấy đó, khi cô Hằng ở bị tạm giam tới giờ, Đại Nam cũng không có lên tiếng, hoặc là cũng không có biện minh, không làm gì hết. Họ vẫn tồn tại và họ vẫn sinh hoạt và họ vẫn kinh doanh bình thường. Đúng không? Nhưng mà những người trước đây À, như thám tự cao nè người hèm ni rồi Nức hiển rồi uh, uh, ai ta? thanh trần rồi là một số những con nhan khác của ông võ hoàng yên á, thì vẫn lên mạng ra rả chửi bới xúc phạm và vu khống đại nam rất là nhiều lần thậm chí là giống như cô đinh lan phải không bà nguyễn phương hằng bị tạm giam rồi ngoài ngoài đây bà Cờ vẫn cố tình vu oan cho đại nam nợ mấy ngàn tỷ rồi là vu khống cho đại nam cốt đất rồi vu khống cho bà nguyễn phương hằng chỉ đạo để mà tấn công cô ta thật sự như mà cô ta là một người mà có thế lực hay là tầm cỡ gì <laughs> tấn công hay không cái gì cô ta cũng chỉ là một cái người mà chuyên đi lừa đảo lừa gạt người khác thôi chứ có được gì hơn đâu mà cũng cũng mang danh à, cô hằng à, để mà lôi vào câu chuyện này quý vị theo không tới nợ người ta mà không trả mà bây giờ nợ người ta mà chủ nợ lại đòi tiền thách thức rồi dàn cảnh như thế nào đó bây giờ lại gài người ta vào cái tội là uh, gây thương tích cố ý gây thương tích để người ta phải ủ tờ để người ta phải lặng nặng lao đao quý vị thấy không những con người này giúp ích gì cho xã hội họ không gây gánh nặng cho xã hội là mừng lắm rồi nó chỉ họ giúp ích một người người ta cũng là một người chồng một người một người cha uh, uh, có vợ uh, người ta làm cái nhà cho mình để mà mình ở mình kinh doanh mình có tiền và người ta lời trong đốc cũng đâu được bao nhiêu đâu đó để người ta duy trì cuộc sống vậy mà nợ người ta không trả mà bây giờ nói qua người ta nghe theo lệnh bà Nguyễn Phương Hằng các bạn thấy ai mà không có nợ mà dám dăng băng rôn trước nhà mình là người đó nợ nợ bao nhiêu không? Tại sao không dám ba mặt một lời để mà giải quyết câu chuyện này? đúng không bây giờ gài người ta vô tội cố ý gây tích làm cho gia đình người ta tan vỡ quý vị thấy không à, tại sao mà ở trên đời lại có một cái người mà gọi là phải khốn nạn như vậy đúng không quý vị đó Còn <laughs> cái câu chuyện mà <laughs> em hỏi chút xíu gì không cảm còn câu chuyện mà đại nam nợ 6.000 tỷ sơ sơ em thấy mấy người phân tích thấy mấy... tàu lao quá mấy cha ơi em nói thiệt á à, nếu mà cha có tầm cỡ mà đi phân tích cái cỡ đó á, thì thôi là đâu có ngồi ở nhà như vậy nữa đúng không? Cho tôi hỏi nè, có công ty nào mà không nợ ngân hàng không? Có công ty nào không nợ ngân hàng không? Có công ty thì nó thông báo là nợ bao nhiêu bao nhiêu, có công ty họ vẫn không thông báo và cái việc nợ ngân hàng là một chuyện rất là bình thường. Người ta còn cái để nợ ngân hàng, người ta còn cái để cho ngân hàng à, thu, à, chứ không phải là giống như một số người không còn gì để ngân hàng thu đâu nhớ quý vị. OCB người ta ghi rất là rõ ràng là nhận hơn 2.000 lô đất của công ty Đại Nam và bà và bà Nguyễn bà Nguyễn Phương Hằng để thay thế nghĩa vụ trả nợ là người ta có tài sản người ta trả nợ à, chứ đâu phải là người, người, ta giật nợ đâu mà mới cha phân tích giống như người ta giật nợ vậy đúng không người ta có nợ bao nhiêu đó người ta vẫn giàu hơn mấy cha đang ngồi phân tích giống như phan phong nó nói là Trời ơi, bà Nguyễn Phương Hằng đợt này là căng rồi, Đại Nam phá sản rồi. Rồi là Đại Nam lần này là bà Nguyễn Hằng, tại sao phải xin đại ngoại tại vì để ra để trả nợ. Thì đúng rồi, người ta bây giờ người ta nợ người ta trả, người ta nợ cái chuyện mà vay rồi nợ rồi trả là chuyện rất là bình thường. Chừng nào mà ngân hàng á mà nó không cho vay nữa thì mới là chuyện lớn. Hôm nay ngân hàng nhận hơn 2.000 đô đất thì người ta không có tiền mặt thì người ta đưa tài sản, chuyện rất là bình thường. Và những đại gia kinh doanh bất động sản thì cái chuyện mà đó là rất là bình thường đúng không quý vị ai mà công ty lớn là không nợ thì em nghe kể rằng quý vị biết có lần mà công ty của ông Vượng nhiều khi nợ lên tới 70 000 tỷ 70 000 tỷ Ủa mấy quý vị coi những cái cây xăng dầu đi nợ bao nhiêu trăm mấy ngàn tỷ rồi mấy chục ngàn tỷ là chuyện bình thường Tại sao Mình phải đặt một câu dấu chấm hỏi là tại sao ngân hàng lại cho Đại Nam quay nhiều như vậy thì tại người ta có uy tín người ta có uy tín ta mới quay được như vậy và người ta có vay người ta có trả là chuyện rất là bình thường rồi giờ tài sản người ta đâu phải là tài, tài, cái điều này chứng tỏ là gì chứng tỏ là đây là tài sản của người ta người ta muốn vay hay người ta muốn trả hoặc là người ta muốn bán là chuyện của người ta Đấy không người ta đâu có đi ăn cướp người ta đi ăn giật người ta đâu đi ăn chặn người ta đâu đi ăn chọn đâu mà mấy cha với mẹ phân tích giống như là người ta sắp phá sản rồi người ta nợ mấy ngàn tỷ mà bây giờ có bị tham người ta còn rất là nhiều những khu dân cư đúng không đó, sơ sơ thôi là mấy khu dân cư rồi, chưa tính những cái công ty nữa, sơ sơ thôi bây giờ người ta vẫn tồn tại nè, à, người ta vẫn làm việc thiện nè, à, Đại Nam không, người ta vẫn mở cửa nè, vẫn cho vé vô miễn phí nè, à, mà mà chỉ vì cái tư thù cá nhân thôi, à, các các anh chị các người những người này không thích bà Nguyễn Phương Hằng thôi, mà anh chị là muốn cho bao nhiêu ngàn con người đang làm việc họ phải thất nghiệp, muốn cho một cái công ty phải giải thể không mới chịu. Đúng không quý vị Bây giờ Nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng á, Nói ra việc này á, càng thương bà Nguyễn Phương Hằng nữa quý vị Tại sao Nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng á, Không tham dự vào cái drama này Thì vẫn những câu chuyện này rất là bình thường Đúng không Nhưng mà từ khi tham dự vào cái drama này Hầu như là được báo chí săn đón Và chăm sóc rất là đặc biệt Nên có tin gì á, Thì cũng đưa ra hết à, Thì khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm về Đại Nam Nhưng mà bị đấy không Người ta vẫn tồn tại, người ta vẫn phát triển Và người ta vẫn có tài sản để người ta thế chấp Và người ta trả chứ nó có giật đâu Đó Và người, người ta cũng đâu có phá sản đâu Thậm chí là công ty người ta càng ngày càng làm ăn ra Và đặc biệt là mới thành lập công ty Glob Việt Nam, à, The Love Đại Nam đó Đúng không Đó và cái vị thế của lớp Đại Nam nó bị thăm nằm ngay chỗ trung tâm của thành phố mới luôn, mà biết bao nhiêu doanh nghiệp và công ty người ta ao ước có mà cái khu đất đó, mà đại nam có đó, thấy không? Tại vì người ta tốt, người ta làm việc thiện, người ta giúp đỡ người nên người ta được cái phước đức, thấy không? À. Còn bà Nguyễn Phương Hằng, nếu mà không tham dự vào cái drama này á, thì cuộc sống của cô Hằng như nào? phải nói cuộc sống của Hằng là sẽ sung sướng, cơm ăn nước gót đầy đủ, đúng không quý vị? nhưng mà Cô đã xả thân vào cái drama này, đã nêu lên hết tất tàn tật những gì mà cô nhìn thấy được, cô biết được với cái tầm nhìn của cô, đã chỉ ra cho mọi người thấy rõ được. Nhưng mà cô làm nhiều cái uh, quá bức xúc nên dẫn đến cái việc mà bị dính vô những cái uh, sự vu khống của những người kia dẫn đến là việc phải bị tạm giam như vậy. Và phải bị tạm giam 6-7 tháng nay như vậy Đã quá đủ rồi Đúng không? Đã quá đủ rồi à, Nên giờ á, Cái việc mà cô Hằng Mà sinh được tại ngoại Là điều mà mọi người mong muốn nhất Và mọi người đang cầu mong cho cô được về nhà Về với gia đình Về với con cái Được hưởng lại cái cuộc sống sung sướng Mà không cần phải làm gì nữa quý vị Vì đã làm hết rồi Không cần phải làm gì giờ lúc này nữa Mọi thứ cứ để pháp luật giải quyết Không cần gì nữa vì cô đã làm rất nhiều cái đó bị gọi là tình thương chứ không phải là bây giờ cô làm như vậy rồi cô phải đấu tranh hay cô làm bất cứ gì nữa không cần bây giờ cần nhất là cái sự bình an cái sự hạnh phúc chút cho cô vì cô đã làm được những điều còn những cái điều việc thiện cô làm á quý vị thấy không có những cái thước phim có những cái video có những cái giấy xác nhận có giấy cảm ơn của rất là nhiều những cái cơ quan chức năng đã xác nhận cho đại nam làm những việc đó. Thì đó cũng là một cái cơ sở xác nhận nhân Ờ à, cô Hằng nè, là một người nè có lý lịch tốt nè, có công ăn việc làm tốt nè, có chỗ ở ổn định nè, có có nhầm thân tốt nè, đó có nhầm thân tốt nè, có tài sản nè. Đó, là một uh, có tài sản nè, rồi uh, là hay làm những cái việc tốt giúp đỡ cho cộng đồng này, xã hội nè. Đây là một người nè, nhưng mà giả sử như có những cái vi phạm thì người ta cũng sẽ xem xét vào những cái điều đó để mà à, giảm nhẹ cho cô và đây cũng là tin tiết nè tin tiết là cô à, Sinh được tại ngoại là một người nhân thanh tốt như vậy thì đã đáp ứng được những cái nhu cầu những cái yêu cầu của cơ quan chức năng rồi nhưng mà nói thì nói chúng ta phải chờ cái sự quyết định đến từ cơ quan chức năng mà những cái con người nè họ đang muốn làm ầm làm ỉ lên họ đang kiếm chuyện phải không đó khi nghe được cái cô hằng á, À, cổ à, xin làm đơn như họ bắt đầu họ làm ầm ầm lên. À, để mà sao để mà khuấy đảo dư luận lên. Vậy là bây giờ còn tại ai tại cô Hằng hay là tại những con người này. Thì mình tin chắc rằng cơ quan chức năng họ sẽ xem xét thôi. À, giờ này mà nói rằng là tại cô Hằng không cũng không đúng nữa. À, tại những cái con người nè, quý vị thấy không? Chưa ra nữa là họ đã kiếm chuyện, họ đã vu khống. À, nhất là cô Đinh Lan vu khống Đại Nam nợ mấy ngàn tỷ nói một doanh nghiệp người ta nợ mấy ngàn tỷ là chuyện bình thường Cô hàng dám vay mấy ngàn tỷ để mà uh, nhập oxy về Với lãi suất là mỗi ngày là hơn 300 triệu đồng như cô hàng đã từng nói đó Để mà cung cấp oxy miễn phí trong cái thời gian vừa qua Có làm được chúng cô không? Rồi những người mà đang lên mà nói rằng uh, Đại Nam nợ nè Đại Nam vừa tặng một tỷ mấy uh, tiền mà mua xe đạp cho các em học sinh ở các trường nè Một số trường nè Các anh chị có làm được hay không? Mà có ai lên khen không? Nếu mà chúng ta không quan tâm, không biết về Đại Nam thì chắc cũng không ai đăng những cái thông tin đó. Người ta làm gì âm thầm mà người ta nói là có fan cô Hằng hay là cái này kia không? Không có, tại vì người ta vẫn làm. cái Tại vì cái tâm nguyện, cái quỷ Hằng Hữu là cái đứa con, giống như đứa con của cô Hằng và chú Dũng. À, sinh ra để mà giúp đỡ cho nhiều người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cái đại dịch covid 19 người ta đang khổ sở nè người ta đang kinh doanh không được nè. nhiều công ty phải phá sản nè nhiều công ty phải lỗ nè mà đại nam sao họ họ còn nhập oxy về để họ phát miễn phí nữa họ còn cho mượn đại nam làm cái khu cách ly nữa còn tài trợ về găng tay cho cho bộ y, cho y tế nữa và những điều đó trước đây những người đó nói sao à, nào là oxy giả oxy trung quốc rồi oxy không đủ chất lượng rồi nào là sau này uh, ông Dũng sẽ uh, bắt buộc những cái uh, những cái bệnh viện những nơi mà nhập oxy miễn phí phải nhập oxy của chú Dũng đó. cuối cùng đâu có đâu đúng không chú Dũng đâu có bán oxy đâu kinh doanh nếu mà thời điểm đó người ta kinh doanh oxy á thiệt sự ra biết bao nhiêu tiền luôn được lãi biết bao nhiêu tiền luôn tại thời điểm đó, oxy là đang rất là cần nhưng mà người ta không làm vậy người ta lại cung cấp oxy miễn phí để giúp đỡ bà con cùng với nhà nước chống dịch đó là điều đáng mừng đáng trân quý đúng không mà làm gì các anh mà chù giật người ta mà đến nỗi mà không muốn công ty người ta giải thể muốn người ta phá sản luôn vậy không cái thông tin như vậy thôi mà cũng phải lên là đồn ám nói nợ mấy ngàn tỷ người ta còn có mấy ngàn tỷ để nợ còn các anh là những người mình đưa lên mấy ngàn tỷ này giống như cô hàng ni nè có mấy ngàn tỷ để mà nợ không không người ta còn giúp bao nhiêu nhân viên nè người ta còn mấy công ty nè đó người ta mới làm việc tốt này chừng nào làm được như người ta đi hay là khi mà kêu tới mình làm á Ôi tôi đâu biết gì đâu giống như hàng đi đó cô ơi cô giúp uh, tôi trường hợp con tôi bị bệnh tim bây giờ quỹ thân hữu không hỗ trợ rồi cô có thể kêu giùm ôi tôi đâu biết gì đâu con không biết là xong rồi vậy đó, đó gọi là những cái người mà đang dọn gác cho xã hội hay là những người đang uh, sử dụng cái tư thù để mà tấn công đáng lẽ phải ủng hộ những cái tổ chức như vậy này họ làm họ giúp đỡ nhiều người còn đằng này đi phá đó thì đây là những cái chia sẻ trong cái video ngày hôm nay của tiến thì mong được cô chủ, cô dì chú bác ủng hộ nha thì xin chào và hẹn gặp lại cô dì chú bác bye bye